Xin chào mọi người đến với kênh tông màu nha của mình nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các nét vẽ hai bức tranh xe ô tô và rồi chúng ta sẽ tông màu nha. Let's go. Cái gì đấy? What?
Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.